Chào mừng các chị em đã đến với Làm Mẹ Vlog. Và nếu các chị em muốn con của mình lớn lên có một đôi chân thẳng, đẹp, dài thì đừng bỏ qua video này nhé. Mình hiểu rằng ngoài việc chăm sóc sức khỏe, lo cho con được mạnh khỏe, cao lớn thì các bà mẹ chúng ta còn một mối bận tâm nữa, đó chính là làm sao cho con mình có một đôi chân thẳng, đẹp, không cong và không mắc các dị tật khi lớn lên, nhất là đối với các bé gái. Muốn vậy thì các cha mẹ chúng ta cần tránh những thói quen tai hại sau nhé. Thứ nhất, tránh việc không cho trẻ tắm nắng. Thực chất thì vấn đề tắm nắng rất là tốt cho bé để hấp thụ các vitamin D. Mà vitamin D thì có vai trò rất là to lớn trong việc cấu tạo xương, giúp xương chắc khỏe. Không những vậy, ánh nắng mặt trời thì còn có tác dụng giúp trẻ tăng sức đề kháng, chống viêm nhiễm, diệt khuẩn. Do vậy thì các mẹ cần lựa chọn thời gian tắm nắng cho bé phù hợp, khoảng 10-20 phút buổi sáng trước 9 giờ. Tuy nhiên thì đối với những bé trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, đặc biệt là vào mùa đông thì việc tắm nắng có đôi chút khó khăn, thì chúng ta nên bổ sung vitamin D thông qua các thực phẩm hàng ngày, việc ăn uống cho bé bú sữa mẹ hoặc sữa công thức, ăn lòng đỏ trứng và nấm rất là chứa nhiều vitamin D và uống bổ sung vitamin D. Như vậy thì sẽ giúp trẻ không bị còi xương và xương chắc khỏe và sẽ sở hữu được một đôi chân thẳng đẹp. Thứ hai, tránh việc để bé ngồi xổm, ngồi hai bên, ngồi chữ V kép. Đây là đều là những kiểu ngồi rất là phổ biến ở các bạn nhỏ nhưng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng nếu nó được diễn ra liên tục và thường xuyên và kéo dài trong một thời gian lâu. Sẽ có thể dẫn đến những hiện tượng nghiêm trọng về cấu trúc xương ở chân, ở xương đùi, đùi gối của bé. Và nếu mẹ thấy con mình ngồi những kiểu này thì chúng ta cần chỉnh đốn và hướng dẫn bé cách ngồi đúng ngay nhé. Có thể hướng dẫn bé ngồi khoanh chân vào trước hoặc duỗi thẳng chân ra phía trước là tư thế ngồi tốt cho sự phát triển của xương của chân bé. Thứ ba, chúng ta cần tránh vấn đề việc bế cắp nách và đựu trên lưng lâu. Việc bế và đựu bé trong những năm tháng đầu đời thì rất là quan trọng, bởi vì xương của trẻ còn mềm, rất là dễ gây ảnh hưởng. Và để bé có một đôi chân thẳng đẹp thì các mẹ cần hạn chế việc bế cắp nách hay là đựu trên lưng nhiều quá nhé. Thứ tư, chúng ta cần tránh thói quen cho bé tập đi sớm và sử dụng những xe tập đi cho bé. Các bố mẹ thì không nên ép trẻ, bón thúc trẻ tập đi sớm quá. Mỗi bé thì sẽ có những độ tuổi khác nhau cho việc bắt đầu đi và nên để tự nhiên nhé. Việc đứng quá lâu thì sẽ làm cho phần xương chân của bé bị cong do lực dồn cơ thể xuống. Chúng ta cũng không nên sử dụng xe tập đi sớm cho bé nhé, bởi vì một phần là về vấn đề an toàn, một phần là khi ở trong xe tập đi tròn này thì bé thường xuyên phải nhón chân lên để đi theo xe và sẽ không tốt cho hệ xương chân của bé, rất có nguy cơ bị vòng kiềng. Do vậy chúng ta cần hạn chế nhé. Thứ năm, thói quen thứ năm tai hại đó chính là không cho trẻ vận động hoặc ít cho trẻ vận động. Hiện nay thì trẻ em hiện nay thì được tiếp xúc với công nghệ rất là sớm, trẻ rất là thường xuyên ngồi xem TV thụ động, và như vậy thì đó chính là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng trẻ thấp hoặc thừa cân. Do vậy thì chúng ta cần hạn chế việc tiếp xúc với công nghệ sớm cho các bạn nhỏ, và nếu xem thì cần có một thời lượng nhất định và có sự giám sát của người lớn, thúc đẩy con những hoạt động trong nhà, ngoài trời và những trò chơi, và thúc đẩy sự phát triển chiều cao như là đi bộ, đi bơi hay là đu xà để giúp xương chắc khỏe, tăng chiều cao. Vấn đề thứ 6, thói quen tai hại đó chính là nắn chỉnh chân tay cho bé. Rất là nhiều bố mẹ nắn chỉnh chân tay cho bé từ sớm với mục đích giúp
chân con dài, thẳng và chữa bằng kiền, thì đây là một quan điểm sai lầm dẫn đến chân bé dễ bị biến dạng. Và các mẹ cũng không nên tự ý cuốn khăn vào chân cho bé. Để mình thường thấy nhiều mẹ truyền tay nhau rằng cuốn khăn vào chân cho bé để bé có một đôi chân thẳng dài, như vậy thì rất là không tốt, nhất là khi mùa hè thì chân bé sẽ ra mồ hôi và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên thì với mục đích massage tạo cho bé sự thoải mái dễ chịu thì nắm bóp chân tay giúp lưu thông máu, thúc đẩy sự phát triển của xương thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chấp nhận được. Tóm lại thì các mẹ muốn con phát triển khỏe mạnh, có một đôi chân thẳng dài phụ thuộc rất là nhiều vào cách chăm sóc cũng như là thói quen tốt của bố mẹ. Với những chia sẻ vừa rồi của mình thì hy vọng các cha mẹ khắc phục và tránh những thói quen tai hại khiến chân của bé bị ngắn, bị cong queo, và để cho bé có một tương lai tự tin hơn về hình thể của mình, về đôi chân của mình nhé. Nếu các mẹ thấy hữu ích thì hãy chia sẻ video này cho nhiều mẹ khác cùng biết nhé. Và nhớ đón xem những video mới của mình hàng ngày nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.